Vào năm 2016, hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang cũng đã từng xảy ra hiện tượng sụp lún đất khi khô hạn kéo dài. Để khắc phục thì phải mất hàng trăm tỷ đồng. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng cực đoan này. Thế nhưng các địa phương vẫn loay hoay tìm giải pháp. Tỉnh lộ 965 qua huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Chỉ 10 km, nhưng có đến 4 điểm sạt lở nghiêm trọng và nhiều chỗ xuất hiện răng nứt. Các tuyến đường bê tông nhỏ sụp lún càng dữ dội hơn. Con lộ này mà nhờ nhà nước tài trợ mà chúng tôi ở đây rất mừng. Chưa hết mừng nữa, tới được cái thiên tai nước nó khô cạn. Thống kê sơ bộ, hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang có hơn 900 điểm sụp lún trong mùa khô này. Ngoài hạ tầng giao thông, có hàng trăm căn nhà của người dân bị lún nước hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Để khắc phục, các địa phương đã phải mất hàng trăm tỷ đồng. Huyện cũng đã chủ động phối hợp với các sở ban ngành có liên quan thì cũng đã có cái khảo sát rồi tính toán rồi là tham mưu cho ban dân tỉnh sẽ có cái phương án sẽ khắc phục. Quản lý cái việc sử dụng nước phải hết sức tiết kiệm. Đặc biệt là đối với những cái con kinh, những cái con rạch nó nằm ở những cái tuyến mà nó có cái nguy cơ sạt lở cao thì kiểm soát chặt chẽ, thậm chí ngừng sử dụng. Theo các nhà khoa học, dùng ngọt quá ở Kiên Giang và Cà Mau nền đất khá yếu, mùa khô những nơi này đều được khép kín đê bao ngăn nước mặn xâm nhập vào. Nắng gắt kéo dài đã phá vỡ kết cấu đất. Đường giao thông, nhà cửa của người dân ở bên trên cũng gãy đổ, sụp lún theo. Hiện tượng này sẽ còn tái diễn khi có nắng hạn cực đoan. Nhiều chuyên gia đề xuất hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang nên đưa nước mặn vào vùng ngọt để tránh sụp lún đất. Cái lợi nhuận mà từ cái gậy ngọt hóa đó chỉ chúng ta trồng lúa thì nó không bù lại cho cái chi phí mà đầu tư công trình hoặc là những cái thiệt hại về mặt môi trường hay là sụp đổ công trình. Thì thay vì chúng ta làm chương trình mà ngọt hóa như vậy là chúng ta quay lại bây giờ chúng ta có thể là hỗ trợ cho các cho những canh tác mà mặn hay là lợn. Từ năm 2016 đến nay đã có 3 lần xảy ra hiện tượng sụp lún đất ở Cà Mau và Kiên Giang. Đưa nước mặn vào vùng ngọt, hai địa phương này sẽ không phải lo sụp lún, hư hỏng nhà cửa khi xảy ra khô hạn cực đoan. Người dân có thể canh tác theo mô hình một vụ lúa, một vụ tôm, vốn đang được khuyến khích sản xuất ở nhiều vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Việc đưa nước mặn vào vùng ngọt quá để ngăn sụp lún đã từng được các nhà khoa học đề xuất ngay sau đợt hạn hán và xâm nhập mặn năm 2016. Đến nay, ý tưởng này lại được khơi gợi. Nhưng sự thay đổi nào thì cũng phải xuất phát từ nguyện vọng của người dân. Và đây là ý kiến của bà con, những người trực tiếp sống và canh tác ở vùng ngọt quá. Đây là một cái vùng ngọt quá mà mình tạo ra nó rất nhiều năm rồi, nó thuận lợi cho cái sản xuất nông nghiệp mà cây trồng vật nuôi ở cái vùng ngọt quá mà. Thì theo tôi không nên, nhưng mà tìm cái giải pháp khác đi chứ còn đưa nước mặn vô là theo quan điểm tôi là không thống nhất. Giữ lại được cái ngọt quá để mình trồng trọt hoặc là mình trồng cây lúa thì nó tốt hơn, nếu mà đưa cái nước mặn vô thì sau này nó dở cái sinh thái. Cái định hướng thì coi như là chuyển cái nước là coi như cái ở cái vùng Âu Thuyền đó là bơm về đây để dùng ngọt quá thì cái đó là phát triển tốt. Còn nếu mà đưa nước mặn vô mà để cầm cái chân mà để coi như là cho nó ổn định vấn đề nó không chặt lỡ nhưng mà ảnh hưởng cái nông nghiệp thì tôi thấy là nó không cho quan. Một lý do khác mà bà con không muốn đưa nước mặn vào vùng ngọt quá là ở những nơi này đều có những cánh rừng lớn, đó là vườn quốc gia U Minh Hạ của tỉnh Cà Mau và U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang. Đưa nước mặn vào có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái hai cánh rừng tràm ngập nước được xem là lá phổi xanh của thế giới.